Chào mừng cô chú anh chị quay trở lại với kênh bất động sản của Phượng DT Và ngay phía sau Phượng đây chính là tòa nhà trung tầng Thủy Tiên Sky Village Hay còn được gọi là biệt thự ở trên không Và Thủy Tiên Sky Village còn được gọi là dòng bất động sản tình thân Vậy vì sao lại có những tên gọi như vậy? Cả nhà cùng em khám phá chi tiết hơn nhé Thủy Tiên là dự án trung tầng với tổng chiều cao chỉ có 8 tầng thôi và ở đó sẽ có hai tòa, nó chính là đẳng cấp của những căn biệt thự ở trên không rất là giới hạn. Thủy Tiên 1 thì có 18 căn Sky Villa và có 3 villa trên một tầng. Thủy Tiên 2 thì có 24 căn Sky Villa và có 4 villa trên một tầng. Điều đặc biệt đó là Thủy Tiên Sky Villa tại mỗi một căn là sẽ có thang máy riêng và sảnh chờ thành đón riêng Do vậy là nó thể hiện một sự cái hoàn toàn riêng tư và đẳng cấp cho cái căn hộ của mình Và trong một căn đấy thì sẽ được tách ra làm bốn căn nhỏ nữa Với điều kiện ở đây là bàn giao thô không có tường ngăn Do vậy là chúng ta thỏa thích sáng tạo với không gian rộng lớn Chúng ta có thể là một gia đình lớn chúng ta ở trong một căn đó và có thể tách ra uh, nhiều uh, những cái căn hộ nhỏ Do vậy đó chính là thể hiện cái dòng bất động sản tình thân Tức là chúng ta có thể nhiều gia đình có thể nhiều thế hệ sở hữu một căn chung này hay là sở hữu cả một sàn để nó tùy thuộc vào cái điều kiện kinh tế. Diện tích của mỗi một căn Sky Villa mặt sàn nó sẽ là 300 đến 350 mét vuông và điều đặc biệt hơn nữa là chúng ta có thể tách riêng được 4 sổ đỏ. Còn gì tuyệt vời hơn khi những người thân mà có thể sống cùng nhau, sống cạnh nhau nhưng vẫn có những cái tính riêng tư riêng của gia đình mình. Đó chính là điều đặc biệt mà Thủy Tiên làm được. Chủ đầu tư Eco Park đã lựa chọn đơn vị thiết kế nổi tiếng thế giới đó chính là Đề hoan để thiết kế và may đo riêng cho Thủy Tiên Sky Villas và Thủy Tiên Sky Villas với tổng chiều cao là 8 tầng, trong đó các căn hộ điển hình sẽ ở từ tầng 2 đến tầng 7, tầng 8 thì sẽ là các căn penthouse chỉ có 6 căn trên một tầng và trên tầng trên nữa sẽ là tiện ích rooftop và tầng 1 thì chính là thương mại khối đế với chiều cao là 6,5 m, còn các căn hộ điển hình thì sẽ cao là 3,4 m mỗi căn Sky Villa sẽ có sảnh đón riêng là 25m2 và do vậy là chủ nhân sẽ được tự ý đề co theo ý muốn của mình cộng với đó nữa là mỗi một tòa này chỉ có 8 tầng nhưng mà sẽ có một hầm riêng thang máy đi từ hầm lên thẳng nhà và thang máy riêng cho mỗi căn Sky Villa nằm trong nhà nữa với tổ hợp tiện ích ở trên cao do vậy là cư dân sẽ không phải gặp cảnh xô bồ trong không gian chung cũng không bao giờ gặp người lạ ra vào được cái tổ hợp tiện ích chung này hiện nay hai tòa thủy tiên sky villa là gần như là đã hoàn thiện rồi và nó chính là mảnh ghép cuối cùng tại phân khu aqua bay đã hiện hữu và nếu cô chú anh chị cần tìm hiểu về cái dòng bất động sản đặc biệt này thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với phượng theo số điện thoại ở trên màn hình ạ và cô chú anh chị cũng hãy dành tặng em một like và đăng ký kênh của em để em có thêm nhiều động lực làm tiếp những cái video khác về bất động sản trong eco cũng như là các dòng bất động sản khác nữa ạ em xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những video tiếp theo.